Chào buổi sáng cả nhà, hôm nay mình sẽ đi ở cái khu vực Di Hòa Viên, một cái thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc, là cái nơi mà gọi là cái vườn rất là độc đáo, vừa gọi là vườn hoàng gia đó. Di Hòa Viên và Summer Place hai nơi này là một đây ha, tại vì là cái vườn nó rất là rộng. Bây giờ là như mà bữa mình có hướng dẫn á, thì giờ mình sẽ theo cái Summer Place là mình sẽ có ha. Đây là chúng ta sẽ không có đi subway nữa mà mình sẽ đi bằng xe bus. Thì ở đây là nó hiện là bằng xe bus hết ha. Đó, đi theo bằng xe bus hết. Đấy, giờ là mình cứ theo cái Apple Map mà mình đi thôi. Ta bắt đầu nha. Đây là mình đang đi xuống dưới bờ hồ thành phố cổ nha. Đây là mình có vé đặc biệt mình mới xuống được. Còn những người mình mua vé thường á thì mình chỉ có thể đứng trên cầu mình ngắm thôi. Đây, cầu rất là cao. Thì mình sẽ đi dạo dọc sông này nha. Du lịch Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với nhiều địa danh rất ấn tượng, nhất là thủ đô hoa lệ Bắc Kinh, nơi có nhiều địa điểm tham quan gắn liền với văn hóa lịch sử cùng những câu chuyện huyền bí về đất nước Trung Hoa nghìn năm xa xưa. Nổi bật và ấn tượng nhất trong số các địa danh tuyệt đẹp đó phải kể đến cung điện Di Hòa Viên, nơi được xem là cái nôi của nghệ thuật Hòa Viên Trung Quốc. Chưa cần phải tham khảo các web du lịch, những ai lưu tâm về đất nước Trung Quốc trước khi đến tham quan đất nước này đều biết người dân ở đây có câu: muốn biết Trung Hoa 30 năm hãy đến thăm đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, 100 năm thì hãy ghé Thượng Hải phồn hoa, còn 2000 năm thì chỉ có thể đến Bắc Kinh. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho lịch sử ngàn năm đầy tự hào ấy của người Trung Hoa đại lục chính là Di Hòa Viên, khu vườn hoàng gia lớn nhất tại Trung Quốc. Di Hòa Viên hay còn gọi là cung điện mùa hè là một vườn với không gian rộng lớn và lối kiến trúc độc đáo, được xây dựng từ triều đại nhà Kim năm 1115 đến năm 1134, dùng làm nơi giải trí và nghỉ dưỡng cho hoàng tộc vào những ngày nắng nóng. Năm 1750, vua Càng Long nhà Thanh cho xây dựng Thanh Ni Viên để tặng đàn ông. Cung điện này được biết đến là hoa viên duy nhất còn tồn tại khá hoàn chỉnh trong tam cung ngũ viên của triều đình phong kiến Trung Quốc. Cảnh quan thiên nhiên ở đây đẹp một cách hoàn hảo, với những ngọn đồi sừng sững bao quanh, hồ Côn Minh tĩnh lặng trong lành, khu vườn xanh mát được chăm sóc kỹ lưỡng, cùng những tòa cung điện nối liền nhau đầy huyền bí và kỳ dị. Đến năm 1860, trong chiến tranh Nha Phiến, liên quân Anh Pháp đã bắn phá khiến Thanh Ni Viên bị hư hại nặng. Năm 1888, Từ Hy Thái Hậu đã lấy 30 triệu lượng bạc vốn để xây dựng hải quân Trung Quốc vào trùng tu hoa viên trong 10 năm và đặt tên là Di Hòa Viên. Vì vậy, mặc dù tiền thân được xây dựng bởi các hoàng đế Mạnh Thanh, Càn Long, tuy nhiên, tên tuổi của Di Hòa Viên lại gắn liền với Từ Hy Thái Hậu, người đã tạo nên Di Hòa Viên tráng lệ và nguy nga như hiện nay. Trải dài trên diện tích 2.940.000 m², vẻ đẹp của Di Hòa Viên được thể hiện rõ nét qua hai kiến trúc nổi bật, đó là Hồ Côn Minh trong lành xanh biếc và khu cung điện lộng lẫy uy nghiêm. Wow.
Khuôn viên của Di Hòa Viên rộng 294 mẫu, trong đó diện tích hồ chiếm 220 mẫu. Cảnh nổi bật nhất ở đây là Vạn Thọ Sơn và Hồ Côn Minh. Vườn trong Di Hòa Viên được chia thành 3 khu vực. Khu hành chính gồm Cung Nhân Thọ, nơi Từ Hy tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự, và khu vực nghỉ ngơi gồm các điểm vườn hoa cây cảnh, v.v. Di Hòa Viên không những là một công viên đẹp mà đây là một kiệt tác về kiến trúc. Có nhiều lời đồn đoán rằng toàn bộ khuôn viên của Di Hòa Viên đã được xây dựng theo bố cục rất chặt chẽ về mặt phong thủy, thể hiện ý tưởng phúc lộc hòa. Đã có nhiều công trình nghiên cứu bí mật ẩn chứa trong Di Hòa Viên, nhất là tìm hiểu xem việc Di Hòa Viên được xây dựng theo ý tưởng phúc lộc hòa có đúng không? Nếu có thì nó được thực hiện như thế nào? Bước đột phá có tính chất quyết định để trả lời cho câu hỏi này là từ khi các nhà nghiên cứu có trong tay những bức ảnh chụp toàn cảnh Di Hòa Viên từ vệ tinh bằng kỹ thuật có độ phân giải siêu cao và kỹ thuật chụp hồng ngoại. Khi những tấm ảnh này được công bố, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên về bố cục kỳ lạ của Di Hòa Viên. Trong bức ảnh, Hồ Côn Minh có hình dáng như một quả đào lớn, mặt cuốn của nó là con sông dẫn nước vào hồ qua cửa Tây Môn, nằm ở góc phía bắc của Di Hòa Viên. Con đê hẹp mà dài ở trên mặt hồ tạo nên vết rãnh trên quả đào một cách tự nhiên rất hoàn chỉnh. Dãy hành lang dùng làm đường đi lại men theo Hồ Côn Minh ngay sát trên Vạn Thọ Sơn thì giống như đôi xương cánh của một con dơi đang dang ra. Đường hành lang ở bờ bắc Hồ Côn Minh thì rõ ràng là hình một cánh cung mà phần thâm nhập vào lòng hồ hình thành phần đầu của con dơi. Phần nhô ra một cách đơn độc được dùng làm bến thuyền cho du khách du ngoạn Hồ Côn Minh chính là mõm của con dơi đó. Đường hành lang vươn dài sang hai phía tả hữu chính là đôi cánh dơi đang vươn ra. Đoạn hành lang ở phía đông và mái hiên nhà như tạo thâm nhập vào mặt nước, và bởi đoạn hành lang ở phía tây tạo thành đôi móng chân trước của con dơi. Con núi Vạn Thọ Sơn và cái hồ phía sau núi tạo thành thân của con dơi. Thập thất khổng kiều ở phía đối diện Vạn Thọ Sơn chính đúng là chiếc cổ của một con rùa đang vươn dài, mà đầu của nó chính là hòn đảo nhỏ giữa Hồ Côn Minh. Hồi này đang có cái gì bay giống như là bông gòn vậy đó. Quay ra nhìn không kỹ ha, bên ngoài nhìn giống như là tuyết. Là tuyết đang bay bay vậy đó, rất là đẹp. Cả nhà có thể nhìn thấy những cái li ti đúng không? Bay như tuyết vậy, bay như bông tuyết, rất là đẹp. Nằm trong khu Vạn Thọ Sơn nổi bật nhất chính là Phật Hương. Đây là một ngôi chùa nhiều tầng nguy nga lộng lẫy. Đây là nơi để Từ Hy niệm Phật thường ngày. Dưới Vạn Thọ Sơn là Hồ Côn Minh bao la gợn sóng. Một bến thuyền có hình dáng là một chiếc thuyền làm bằng đá nhô ra nổi trên mặt hồ ngay dưới Phật Hương. Đây cũng là nơi đón du khách lên thuyền dạo để đi thưởng lãm cảnh quanh hồ. Men theo bờ hồ là dãy hành lang dài 728 m. Dãy hành lang có nhiều gian nhỏ, mỗi gian lại được trang trí thiết kế theo kiến trúc khác nhau với những hình vẽ vô cùng tinh xảo, mang đậm tính nghệ thuật của Trung Hoa.
Giữa Hồ Côn Minh là hòn đảo nhỏ được nối với bờ bằng một chiếc cầu vòm làm bằng đá có 77 nhịp, có tên là Thập Thất Khổng Kiều. Cho tới ngày nay, viên Hòa Viên vẫn được coi là một trong những công viên đẹp nhất thế giới. Theo truyền thuyết, người ta nói rằng cách bố trí của viên Hòa Viên khéo léo ẩn chứa ý nghĩa phúc lộc nọ. Nếu nhìn từ trên cao xuống Hồ Côn Minh trong viên Hòa Viên, sẽ nhận thấy ẩn ý trong bố cục sơn thủy của hoàng đế Càn Long. Hồ Côn Minh trông giống như trái đào Mừng Thọ, đây là điều tự nhiên hay hữu ý. Trái đào Mừng Thọ này chính là dấu ấn của hoàng đế Càn Long để mừng đại thọ hoàng thái hậu, thể hiện lòng hiếu thảo với mẹ. Người đời sau dùng câu phúc sơn thọ hải để chỉ Hồ Côn Minh và núi Vạn Thọ. Vào ngày lễ Phật đản năm thứ 25 Càn Long, sau khi làm lễ báo ân tại chùa Truyền Thọ, ông còn đặc biệt làm thơ gợi ý xây dựng chùa Mừng Thọ Mẹ, từ thọ hy nhương sơn dạng sùng, hàm ý kính chúc mẹ sống lâu như núi cao non thẳm. Tương truyền hoàng đế Càn Long của triều nhà Thanh ra lệnh cho Lôi Đình Sương, tổng quản kiến trúc hoàng gia nhà Thanh, là người kế tục đời thứ bảy của nhà họ Lôi, phụ trách thi công viên Hòa Viên. Nhưng Càn Long yêu cầu trong vườn phải thể hiện được ba chữ phúc lộc thọ. Trong lúc Lôi Đình Sương đang lo lắng về hình dạng của thiết kế thì bất ngờ có một ông già đến thăm. Lôi già hiếu khách mời ông cụ ở lại một đêm. Ngày hôm sau, ông già rời đi đã lấy ra từ trong túi một quả đào đặt lên bàn. Ngay lúc đó lại bất ngờ có một con dơi xà vào cạnh quả đào bay lên xuống quanh bàn. Hành động vô tình này đã gợi ý cho Lôi Đình Sương. Lôi Đình Sương lập tức vào phòng mở bản vẽ hạ bút ghi 8 chữ đào sơn thủy bạc tin bức bổng thọ, tức là dơi tin dân đào Mừng Thọ. Thiết kế Hồ Côn Minh thành hình trái đào Mừng Thọ, còn núi Vạn Thọ thì có hình con dơi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Càn Long giao cho. Như vậy, cấu trúc tổng thể của Duy Hòa Viên ẩn trong nó cả ba là phúc lộc thọ đã được thể hiện bằng những hình tượng rất tuyệt vời. Phải chăng chính cấu trúc này là điểm khác biệt cực kỳ đặc sắc, không có bất cứ một công viên nào khác tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. Như vậy, Duy Hòa Viên sở hữu một vị trí đắc địa, ngọn núi tốt ắt sinh ra tịnh thủy. Hồ Côn Minh chính là mạch tịnh thủy nâng đỡ cho khuôn viên của Duy Hòa Viên. Một cách hiểu khác được lý giải cho việc lựa chọn xây dựng cung này chính là biểu thị cho sự gắn kết sức mạnh của vua và dân.
kiệt tác và kiến trúc vương cảnh, nét độc đáo ẩn ý thâm sâu trong di họa Việt. Nghệ thuật vương cảnh là một mặt của di sản văn hóa ở Trung Quốc, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho những ai yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật. Khác với nghệ thuật vương cảnh ở các nước Âu Tây, được diễn đạt trên những không gian rộng lớn, nghệ thuật vương cảnh Trung Quốc khéo léo tận dụng mọi không gian to nhỏ, bài trí tinh tế, thâu tóm những cảnh trí đặc sắc của tạo vật để dựng nên những cảnh quan vừa thiên nhiên vừa nhân tạo hết sức đặc sắc. Khu phong cảnh là khu vực có nhiều công trình kiến trúc nhất ở Di Họa Viên. Những công trình này mang mục đích chủ yếu là tô đẹp cho khối quần thể kiến trúc chính, đồng thời nó còn là nơi thể hiện tương đối rõ ràng quan niệm, tư duy của người Trung Quốc thông qua cách xây dựng. Khu phong cảnh bao gồm rất nhiều kiến trúc nguyên Nga tráng lệ, có 102 như Trường Lan, Đài Văn Điện, cục kiến trúc Phật Hưng Cát, Trí Tuệ Hải, Chuyển Lên Toàn, Bảo Vân Cát, Kính Ly Quán, vân vân. Ý nghĩa thập thất Khổng Kiều, trước hết là công trình thập thất Khổng Kiều, chiếc cầu bằng đá cột 77 m. Thông qua công trình này, có thể thấy được tư duy của người Trung Quốc về mối quan hệ giữa vua và thôi, cũng như cách suy nghĩ của họ về con số 9. Trong nền văn hóa Trung Quốc, họ quan niệm rằng số 10 là con số cao nhất, tượng trưng cho thiên và trời. Con số 9 là con số gần với số 10 nhất, tượng trưng cho vua, vì vua là thiên tử, tức con trời. Ngoài ra, số 9 trong tiếng Trung Quốc là cửu, lại đồng âm với từ cửu trong trường cửu. Do vậy, số 9 còn mang ý nghĩa đem lại sự trường cửu, lâu dài và bền vững. Số 9 được thể hiện trong Di Họa Viên thông qua công trình Thập Thất Khổng Kiều. Đây là cây cầu dài nhất trong toàn bộ khuôn viên của Di Họa Viên. Cầu bao gồm 17 vòng cầu và vòng cầu thứ 9 là vòng cầu lớn nhất. Tượng Châu Đồng ở bờ Tây Đê hoặc Trị Thủy. Công trình thứ hai phần nào được phản ánh được tư duy của người Trung Quốc về nông nghiệp chính là sự xuất hiện tượng Châu Đồng bên bờ Tây Đê. Trung Quốc là một nước quốc gia nông nghiệp, bao gồm cả nông nghiệp khô ở miền Bắc và nông nghiệp lúa nước ở miền Nam. Do đó, trải qua bao đời vua với các triều đại phong kiến khác nhau, thì vấn đề Trị Thủy vẫn được đề cao và đưa lên hàng đầu. Truyền thuyết kể rằng, vào thời nhà Hàn, vua Đại Vũ đã đi chống lũ ở Cửu Hà để cho dân chúng có cuộc sống ấm no. Ông Trị Thủy bằng cách thả một con trâu sắt xuống lòng sông. Càn Long là một vị vua anh minh, ông đã sử dụng cách Trị Thủy năm xưa của vua Đại Vũ Hà Lan. Sau khi đúc xong trâu đồng, Càn Long đã cho khắc một bài thơ chữ truyện lên mình trâu, và đến giờ vẫn còn, bài thơ mang tên Thiên Vua Minh. Người xưa chọn trâu làm vật trấn thủy vì trâu là loại động vật không thuộc tính nước. Ngoài ra, ở các nước có nền nông nghiệp lúa nước như Trung Quốc, Việt Nam thì chủ yếu sử dụng sức trâu để cày cấy, tăng gia sản xuất. Do đó, hình thành việc đúc tượng trâu bằng sắt hoặc đồng để trấn thủy trị lũ. Ngày xưa, trong dân gian thường đúc trâu bằng sắt và thả xuống lòng sông, nhưng trở về sau thì không thả xuống dòng sông nữa mà dựng bên cạnh bờ sông. Vừa tô đẹp vừa chấn được nước, Càn Long đúc trâu đồng cũng vì ý đó. Thanh Yến Phản, thuyền lá, tư tưởng trị quốc yên dân giúp giang sơn bền vững, không lo sóng to gió lớn. Một công trình kiến trúc rất độc đáo có mặt trong Di Họa Viên mà bất cứ ai đến đây đều phải đến chiêm ngưỡng, chính là
Thanh Yến Phạm thuyền đá. Chiếc thuyền đá này được làm vào năm thứ 20 đời vua Thăng Long 1755, được chế tác từ án bạch ngọc thạch, tạo hình theo mô hình truyền thống của Trung Quốc với chiều dài 36m. Toàn thân thuyền được điêu khắc tinh xảo với những hoa văn hình rồng. Vì sao vua Càn Long cho chế tạo một chiếc thuyền đá trong khuôn viên nghỉ dưỡng của mình? Ngoài ý nghĩa dùng để du thuyền cảnh đẹp trên hồ Côn Minh La, thì nó còn mang một ý nghĩa nhắc nhở nhà vua. Tương truyền rằng quan Tả Quang Lộc Đại phu Ngụy Trinh đời nhà Đường đã từng khuyên vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân rằng nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Càn Long đã lấy ý nghĩa của lời khuyên bảo trên để hình tượng hóa vào chiếc thuyền đá, nhằm nhắc nhở bản thân phải tích cực lo trị nước y dân, mong giang sơn đại thanh vững bền như thuyền đá, không sợ sóng to gió lớn, mãi mãi không lo bị thuyền lật, đề cao tư tưởng trị quốc trong Nho giáo. Cung điện mùa hè Nhi Hòa Viên tại Bắc Kinh ấn tượng không chỉ về kiến trúc cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn mang nội hàm văn hóa sâu sắc, xứng đáng là một trong những biểu tượng của 5.000 năm văn hóa Trung Hoa huy hoàng. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và Cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay thì mình hãy nhấn nút like và chia sẻ video để cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký, subscribe để sớm nhận được những video tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.